định làm gì tôi? Thả tôi ra đi. Ông là ác quỷ, nơi của ông là quả ngục. Tôi sẽ đưa ông về đúng nơi của ông. Cậu đừng giết tôi, cậu tha mạng cho tôi đi mà. Cậu đừng giết tôi. Ông nói sao? Câu này nghe quen lắm. Tôi với quan Dị Hà đã từng cầu xin ông như vậy. Nhưng mà ông có tha cho quan Dị Hà không? Hả? Tôi hối hận rồi. Cậu tha cho tôi đi. Cậu hãy tha cho ông già này đi. Tôi sẽ thiêu sống ông trước mộ của quan Dị Hà để tế cho vong linh cô ấy. Tôi sẽ cho biết nỗi đau khi bị thiêu đốt cho quả ngục là cái gì. Đừng, đừng mà. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.